Trung vệ Chiellini đã bị Saka qua mặt trong một tình huống xác định sai điểm rơi của bóng. Và trung vệ lão làng của Italia đã nhanh trí ngăn chặn Saka bằng một động tác túm cổ áo cực kỳ cục mịch. Tình huống diễn ra ở đúng phút thi đấu cuối cùng của trận đấu. Trung vệ Chiellini có lợi thế khi bóng bị phá ra sát đường biên. Chiellini có ý định che người để cho Italia hưởng một quả ném biên, nhưng không ngờ Saka đã lách lên cướp bóng cực kỳ khôn khéo. Nếu Saka thoát đi được thì khung thành Italia sẽ gặp nguy hiểm khi mà hàng thủ của họ đã dồn hết lên. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Các cầu thủ bóng đá, ngoài những giây phút thi đấu nỗ lực bùng nổ trên sân thì không thiếu những khoảnh khắc mà họ khiến người hâm mộ phải cười bò vì những hành động hết sức hài hước. Đến họ cũng không để ý những hành động đó, nhưng nó đã vô tình lọt vào khung ảnh của camera, khiến hình ảnh của các cầu thủ trở nên vô cùng khôi hài. Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem lại những khoảnh khắc ấy. Cầu thủ Idrissa Gana Gueye đã gây bão với dáng đứng không màng thế sự, mặc kệ đội bạn ghi bàn. Trong trận đấu giữa Colombia và Senegal tại World Cup 2018, từ một tình huống phạt góc, tiền vệ Idrissa Gana Gueye bên phía Senegal được giao nhiệm vụ đứng che chắn ở cột dọc gần vị trí đá phạt góc, nhưng anh chỉ đứng chống tay và dựa vào cột dọc và không hề thay đổi tư thế kể cả khi đối phương đánh đầu. Khi bóng vào lưới rồi, Gueye vẫn đứng như trời trồng, anh chỉ dương mắt đứng nhìn tất cả một cách khó hiểu. Một lỗi xử lý bóng hết sức ngớ ngẩn của chàng thủ môn này. Từ một đường chuyền bóng không có bất cứ mối nguy hiểm nào, nhưng trong một thoáng lơ đỉnh, thủ môn đã đỡ bóng hụt và bóng cứ thế chui qua háng thủ môn lăn vào lưới. Chàng thủ môn chỉ có thể tự trách mình vì pha xử lý lỗi này. Trong trận đấu giữa Uruguay và Chile ở vòng bảng Copa America 2019, Luis Suarez trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ở phút 22, chân sút Uruguay lừa qua thủ thành Gabriel Arias của Chile trong vòng cấm địa, nhưng cú tạt bóng vào trong của anh là bị thủ môn này dùng tay đẩy đi hết đường biên. Như một phản xạ vô điều kiện, Suarez đã giơ tay yêu cầu trọng tài thổi phạt đền. Tất nhiên trọng tài không thể chiều ý Suarez vì tình huống chơi bóng của thủ môn Chile hoàn toàn hợp lệ. Ở trận đấu Inter Milan gặp AS Roma, tiền vệ Ivan Perisic nhận thẻ vàng ngớ ngẩn vì tưng bóng rồi đánh đầu trả về thủ môn. Nó vi phạm lỗi hành vi trong việc trả bóng về thủ môn. Tưởng như đó sẽ là một pha biểu diễn kỹ thuật đẹp mắt, nhưng vì không hiểu luật nên kết quả Perisic nhận thẻ, còn Inter bị phạt gián tiếp. Tiền vệ Matteo Pessina của Italia đã nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội sau tình huống ăn mừng độc đáo khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Áo.
Anh là người nâng tỷ số lên 2-0 cho Italia ở phút 109. Sau khi ăn mừng, anh chạy về phía cột góc. Nhưng thay vì dùng chân thì cầu thủ này lại có tình huống tiếp đất bằng mặt. Có thể nói đây là pha ăn mừng có 1-0-2 từ trước tới nay. Giữa Bồ Đào Nha và Pháp tại vòng bảng Euro 2020, khi tuyển Pháp đang triển khai tấn công, Karim Benzema có bóng nhưng không thể tìm thấy đồng đội ở phía trên. Ronaldo đứng ngay gần nhưng không lao vào tranh chấp. Siêu sao sinh năm 1985 còn di chuyển dạt sang một bên và chỉ tay về phía Raphael Varane như thể nhắc nhở đồng đội cũ hướng truyền. Ngay lập tức, Benzema làm theo lời chỉ dẫn của CR7. Trong một trận đấu gay cứng như vậy, những hình ảnh thân thiện giữa những cầu thủ nổi bật của cả hai đội quả thực khiến người xem thấy nhẹ nhõm hẳn. Trận đấu mà Argentina đã thua Croatia với tỷ số 3-0, người ta đều thấy được một hàng thủ thực sự tệ hại của đội bóng xứ Tango. Ác mộng đến với Argentina bắt đầu từ một sai lầm tồi tệ của thủ thành Caballero. Phút 53, Caballero có pha chuyền bóng lỗi cực kỳ tệ hại, để rồi Rebic tung cú volley quyết đoán mở tỷ số cho Croatia. Bàn thua khiến Argentina đã mất tinh thần và để thủng lưới thêm 2 bàn sau đó. Về đội trưởng của tuyển Italy tạo điểm nhấn cho trận chung kết Euro 2020 bằng tình huống kéo ngược cổ áo của cầu thủ trẻ Bukayo Saka. Vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, tuyển Anh tổ chức phản công, Saka tận dụng tốc độ để qua mặt Giorgio Chiellini. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ của tuyển Anh bị hậu vệ bên phía Italy túm cổ áo rồi kéo ngược lại. Quyết định phạm lỗi được lão tướng 36 tuổi đưa ra không chút do dự. Cầu thủ Italia vội chạy ra chung vui với cổ động viên, một cầu thủ đã vô tình bị tụt quần và lọt vào ống kính máy quay. Cụ thể, ở cú sút cuối cùng khi tuyển Italy chính thức lên ngôi vương châu Âu, các cầu thủ đã vui mừng chạy về phía khán đài để ăn mừng với cổ động viên. Trong giây phút quá hưng phấn, một cầu thủ mãi chạy theo đồng đội, bất ngờ chiếc quần đùi bị tuột khiến dân mạng được fan cười nghiêng ngả. Oh no!
Những tình huống khôi hài của các cầu thủ trên sân đấu tuy không phải do cố ý nhưng nó vẫn thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu. Có thể đối với các cầu thủ thì nó không phải là chuyện quá vui vẻ, nhưng đối với những cổ động viên thì đó chính là viên thuốc cười khiến họ cười mãi không thôi. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!